Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Hôm nay xin phép em được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai i10 số sàn bản đủ bản sedan ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai i10 số sàn bản đủ này đại lý chúng em đang bán cho em với giá như thế nào và có những tính năng option có sự thay đổi gì không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất mình mua chiếc xe này không, hay cần phải mua những bản cao cấp hơn thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. Với giá niêm yết nó đang là 390 triệu ạ. Nó sẽ là giá tính thuế cho anh em nhé. Hiện tại thì đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là số còn là 383 triệu đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì hãy có điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhé. Vậy thì chiếc xe Hyundai 10 số sàn bản sedan này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 452 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 426 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 444 triệu đấy ạ. Đó chính là phần giá xe và cũng như tổng lăn bánh ạ. Ok, tiếp theo là những tính năng option của chiếc xe Hyundai i10 số sàn, bản đổ, bản sedan thì có gì không? Em xin phép giới thiệu cho anh em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước nhá. Kích thước tổng thể con này thì đang dài đang là 3m995 này, rộng là 1m660 nhá. Còn cao là 1m55 đấy ạ. Còn chiều dài cơ sở nó dài đang là 2m425 ạ. Còn khoảng sáng gầm xe là 15,2cm nhá. Đấy. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng này. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe bản sedan này thì mặt lưới ca lăng nó vẫn sử dụng ngôn ngữ của Hyundai, mặt lưới ca lăng hình núm rác dạng thang nước nhá, viền xung quanh nó là mạ chrome. Đấy. Còn em giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn phía trước này. Cụm đèn phía trước của nó thì là cụm đèn halogen dạng của nó thì chỉ dạng thường thôi, đèn là đèn phản xạ đa hướng nhá, cả đèn cốt lẫn đèn pha đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về đèn gầm này. Đèn gầm của nó thì cũng đèn halogen đấy ạ. Phần đằng trước đằng này thì sẽ là có phần hút gió để chống cản gió rất là tốt đấy ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe bản sedan này, phần sườn xe nó cũng được dập đổi rất là nhiều, tạo cho chiếc xe nhìn nó rất là cứng cáp, chắc chắn á, và nhìn rất là sang trọng nhá. Còn em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành 14 inch nhá. Màu sẽ là màu bạc trắng đấy ạ. Đấy, phanh trước của nó sẽ là phanh đĩa, phanh sau sẽ là phanh tăng trống đấy ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về gương chiếu hậu của nó thì là gương chiếu hậu cùng màu thân xe nhé. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương, nó là đèn LED đấy ạ. Bàn này sẽ là có chỉnh điện và gập điện nhé. Còn em giới thiệu cho anh em về phần tay nắm cửa này. Tay nắm cửa của nó sẽ là tay nắm cửa mạ chrome nhé. Và tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm này, nó chính là chìa khóa thông minh đấy ạ. Tay nắm cửa mạ chrome trên cho cả 4 cánh cửa luôn nhé. Còn đây giới thiệu cho em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là trần phẳng nhé, trần phẳng luôn. Anten của nó sẽ là anten dạng cột. Đây giới thiệu cho anh em về bánh sau này. Bánh sau của nó sẽ là phanh, sau nó sẽ là phanh tăng trống nhé. Đấy, cũng là vành đũa đĩa, vành đĩa, vành đúc hợp kim nhôm, vành 14 inch nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của bản sedan này thì được dập đổ rất là nhiều. Đó, nhìn chiếc xe rất là cứng cáp chắc chắn nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa đó chính là cụm đèn ạ. Cụm đèn phía sau của nó sẽ là đèn halogen. Đèn halogen nhé, chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ. Các tính năng an toàn của bản phần đuôi xe này đó chính là có cảm biến lùi 4 mắt này. 1 2 3 và 4 ạ. Và tiếp theo có nữa, đó chính là có camera lùi nhá. Đây, camera lùi. Camera lùi đây anh em này. Đó. Đây em sẽ mở cốp cho anh em xem là cốp bản này có rộng không ạ. Cốp đấy, cốp của i10 sedan rất là rộng nhá. Nhưng mà có một điểm trừ rất là lớn, đó chính là hàng ghế thứ hai sẽ không gặp được nhá. Thì dẫn đến mình mua để đồ dài mình sẽ không để được. Đó. Còn đây tiếp theo giới thiệu cho anh em nữa, đó chính là mức tiêu nhiên liệu ạ. Mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe sedan bản số sàn này thì ở trong đô thị thì đang là 7 lít 61 này. Ngoài đô thị thì đang là 4 lít 88 và kết hợp trung bình đang là 5 lít 89 nhá. Đó. Đó chính là mức tiêu nhiên liệu. Ok, giờ em sâu vào bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về nội thất này. Nội thất của nó sẽ là nội thất màu be kết hợp màu đen, tạo ra nhìn không gian rất là rộng rãi. Đấy. Phần giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa phần ghế nhé. Ghế của nó sẽ là ghế lỉ, không phải ghế da. Và ghế được chỉnh cơ 6 hướng, chỉnh cơ 6 hướng nhé. Đấy. Còn em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng 3 chấu được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Bàn này sẽ có hai túi khí cho anh em nhé. Đấy, tích hợp trên đấy sẽ là có điều chỉnh âm lượng này,
điều chỉnh nút trên màn hình này. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần bên cánh cửa này. Cánh cửa thì sẽ có nút bấm như sau. Sẽ có là cục gương này, cục điện này, điều chỉnh bốn mặt gương này. Và đây là khóa cửa này, chốt kính này. Và sẽ có tự động lên và xuống cho bên ghế lái nhá. Còn đây là các nút điều chỉnh cho bên kính cho cả bốn cánh cửa. Ok, tiếp theo em sẽ đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em. Đây em giới thiệu cho anh em này. Đầu tiên nó chính là chìa khóa thông minh một chạm nhá. Giờ em sẽ bật on lên. Em giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ táp lô này. Bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe này thì bảng đồng hồ táp lô của nó là thiết kế nhìn rất khá cơ bản thôi, sử dụng ánh sáng là ánh sáng đơn sắc. Đấy. Nhưng mà dây rất nhiều các thông tin cho anh em, đó chính là đây là vòng tua động cơ này, công tơ mét này. Còn đây là nhiệt độ nước là mát nhá. Còn đây là mức nhiên liệu đấy ạ. Còn màu đỏ hay màu vàng như này, đó chính là đèn cảnh báo nhá. Đó. Còn đây là giới thiệu cho anh em về phần cần điều chỉnh ánh sáng thì nó cơ bản thôi, nó có cái chế độ cơ bản thôi ạ. Và cần gạt mưa cũng như vậy ạ, nó cũng cơ bản thôi, nó không có gì quá nổi bật, không có chế độ auto nhá, tự động gạt mưa hay tự động bật sáng khi mà trời tối hầm tối ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về màn hình giải trí này. Màn hình giải trí của chiếc xe i10 sedan này thì nó là màn hình cảm ứng 7 inch, có kết nối AUX, USB, Bluetooth và có cả định vị chỉ đường cho anh em nhá. Chỉ đường cho anh em bằng hình ảnh và bằng âm thanh đấy ạ. Đấy. Còn đây giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa, đó chính là hệ thống điều hòa. Điều hòa của bàn này rất là điều hòa cơ chỉnh tay, nhưng mà thiết kế nhìn khá là đẹp mắt nhá. Đó chính là đây là có, đây là lấy hướng gió này, tốc độ gió này và đây là nhiệt độ nhá. Đó. Còn bằng này đó chính là lấy gió trong và lấy gió ngoài đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho em phần phía dưới này có gì nữa không ạ? Đó chính là có tẩu thông lá này. Đó. Còn đằng này thì mình sẽ để điện thoại này thì có này vừa nhất này. Đó. Nó sẽ không có sạc thông minh IQ nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần hộp số này. Hộp số này, nó sẽ là hộp số sàn 5 cấp nhá. Số sàn 5 cấp đấy ạ. Còn phần phía dưới này em sẽ giới thiệu cho anh em, đó chính là đằng này sẽ là có hộp tàn thuốc lá này. Hộp tàn thuốc lá nhá, rất ưu ái cho anh em làm đúng không ạ? Phanh tay của nó sẽ là phanh cơ nhá. Đó. Đây giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe. Gương chiếu hậu trong xe thì nó có chế độ là chế độ đây là gì anh em biết không ạ? Đó chính là có camera lùi. Em sẽ cài cho anh em số lùi nhá để cho anh em xem nhá. Đây, camera lùi này, camera lùi này là khá là nhỏ thôi ạ, trên gương chiếu hậu, nó không phải trên màn hình ạ, mà là trên gương chiếu hậu ạ. Khá là nhỏ nhá. Đây em giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần của nó thì là có các chế độ cơ bản thôi, là luôn luôn đóng này, mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng như này. Đó, trần của nó thì là trần phẳng nhá, màu màu vàng be. Đó, trần phẳng nhá. Nó là dạng lỉ đấy ạ. Ok, giờ em sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai thì sẽ giống hàng ghế đầu tiên, ghế sẽ là ghế lỉ nhá và sẽ là màu be đấy ạ. Đó, hàng ghế thứ hai sẽ không gặp được ghế được nhá, ghế sẽ cứng luôn đấy ạ. Đấy em sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em. Đầu tiên đó là kiểm tra cho anh em về độ rộng rãi nhá. Em cao 1m80 này, vẫn thừa ra được khoảng gần một nửa găng tay nhá, rất là thoải mái luôn nhá, để chân rất rộng rãi luôn đấy ạ. Trần xe thì em cao 1m8 thì em đang cầm tay quay này nên là không quay cho em về trần được. Trần xe thì nó cũng thừa được tổng khoảng 5-7 phân nhá. Đây em quay cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên này. Đây tổng quan cho anh em về sự thiết kế này. Nếu ai một người khó tính hay một người kỹ tính về những sự thiết kế cũng như là tính năng option của chiếc xe phân khúc hạng A thôi, thì anh em ai khó lòng có thể ai có thể làm chê trách cho anh em, chê trách chiếc xe này quá nhiều được. Thì tại sao anh không gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái mình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em đi ạ. Ok, giờ em sẽ sang bên động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ nhé. Đây em giới thiệu cho anh em về động cơ này. Động cơ của bàn này nó sẽ là sử dụng động cơ là động cơ 1.2 nhé, động cơ Kappa 1.2. Đấy. Với công suất cực đại nó đang là 87 Nm trên cho 6.000 vòng trên phút nhé. Còn moment xoắn cực đại nó đang là 119 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút ạ. Còn dung tích bình nhiên liệu của nó thì sẽ là đang là 43 lít nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về chi tiết bên trong này. Đây là màu xanh này, nó nước rửa kính này. Cổ hút động cơ để lên rất là cao rồi. Động cơ đấy ạ, động cơ của Hyundai K là Kappa 1.2 nhá. Nó sẽ là sử dụng 4 xi lanh thẳng hàng 1, 2, 3 và 4 ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về màu này, đó chính là Aqui, Aqui khô rồi nhá. Màu vàng này đó chính là dầu phanh ạ. Ok, giờ em sẽ sang bên tổng thể để giới thiệu cho anh em về tổng thể chiếc xe cũng như là những tính năng an toàn của chiếc xe i10 sedan này có cái gì không ạ. Em xin phép giới thiệu cho anh em. Em giới thiệu cho anh em về tổng thể này.
về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Về tiếp theo là những tính năng option, về những tính năng an toàn thì em xin phép được giới thiệu cho anh em. Đó chính là túi khí của bàn này thì sẽ là túi khí đôi nhé. À xin lỗi ạ, em xin lỗi là có hai túi khí đâu ạ. Có một túi khí nữa, chỉ hai túi khí chỉ dành cho bản số tự động. Bản số sàn mình sẽ có một túi khí thôi nhé. À, hệ thống các tính năng an toàn nữa có như sau. Đó chính là hệ thống phanh ABS này, cân điện tử xe EMD. Bản này thì lại không có hệ thống cân bằng điện tử xe SC như bản hatchback. Bản màu đầu đấy ạ thì sẽ có hệ thống cân bằng điện tử ESC, nhưng bản hai đầu này thì đã đều không có hết, cả số tự động và số sàn đều không có nhé. Đây là một điểm trừ khá là lớn ạ. Đấy, về màu xe thì bản này sẽ có các màu như sau. Có màu trắng này, màu cam này, màu bạc như mình đang xem đây, màu đỏ, màu vàng cát và màu xanh dương ạ. Đấy, thì tổng sẽ là có 6 màu nhé. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về về giá xe này, về những tính năng option của chiếc xe Hyundai i10 bản sedan phiên bản số sàn. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ giới thiệu cho anh em về toàn bộ các dòng xe của Hyundai, cũng như em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em về giá xe của toàn bộ dòng xe Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau như là Toyota, Kia, Mazda, VinFast, để cho anh em sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mua chiếc xe này hay cần phải mua những bản cao cấp hơn. Thì em xin phép được dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em.